Bão số 8 giật cấp 13, khả năng mạnh thêm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 4 giờ ngày 12 tháng 10, tâm bão số 8 ở khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc, 119,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 910 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 220 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 13 tháng 10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc, 113,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 16 đến 22 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 111 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nguy cơ cao, chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25 đến 30 km. Đến 4 giờ ngày 14 tháng 10, bão số 8 cách Thanh Hóa 200 km, cách Nghệ An 180 km, cách Hà Tĩnh 130 km, cách Quảng Bình 160 km, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là vùng áp thấp trên khu vực biên giới Lào-Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Trung tâm khí tượng cảnh báo khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Vịnh Bắc Bộ bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, gió mạnh cấp 6, từ ngày mai 13 tháng 10 tăng lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Hôm nay ngày 12 tháng 10, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Từ đêm mai đến 14 tháng 10, vùng ven biển từ Hải Phòng đến Quảng Bình dự báo gió mạnh cấp 6, 7, giật cấp 9. Ngoài ra, từ chiều mai đến 14 tháng 10, khu vực Bắc Bộ và Quảng Trị mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150mm một đợt, có nơi trên 200mm một đợt. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250mm trên một đợt, có nơi trên 250mm trên một đợt. Từ 16 tháng 10, các tỉnh Trung Trung Bộ có thể xảy ra mưa to đến rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp và ven sông.